Đây là tiếng nói nước Việt Nam phát thanh từ thủ đô Sài Gòn, truyền thanh trên làn sóng trung bình 345 thước, tức là 870 kilo chu kỳ, từ 0 giờ đến 6 giờ, và trên các làn sóng 345 thước, 49 thước, 41 thước, 31 thước và 25 thước, tức là 870, 6.165, 7.175, 9.620 và 11.950 kilo chu kỳ, từ 6 giờ đến 24 giờ trên hệ thống A Đài Sài Gòn. Kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, 31 tháng 8 âm lịch năm 1971, nhằm ngày 11 tháng 7 âm lịch năm Tân Hợi. Đài Tiếng Nói Nước Việt Nam xin kính chào quý khán giả. Sau đây là chương trình phát thanh khuya và sáng nay của chúng tôi. Không cần. Đây ban tiếng là tâm hồn, một chương trình tân nhạc chọn lọc do anh Ngọc thực hiện. Quê hương tôi có con sông Đà.